Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn một món, đó là món canh đầu cá bóp nấu với dưa cải chua. Đây là cái tô canh đầu cá bóp của mình nè. Rất là ngon, rất là hấp dẫn luôn á. Khi ăn thì mình ăn với nước mắm mặn nha, cho vào xíu ớt. Cá này mình mua về nè, mình nấu nước nóng á, mình chế vô mình rửa nha. Mình rửa như vậy nó sẽ sạch nhớt nè. Và khi mình nấu nó đỡ bọt hơn nữa, cá mình nó sẽ thơm ngon hơn nha các bạn. Nấu sẵn nước sôi, chế vào. Cái này là nguyên cái đầu con cá bóp nè. Mình mua ở ngoài chợ là mình nhờ người bán chặt sẵn luôn. Vậy thì nó tiện hơn, với dao của người ta nó sẽ bén nữa. Trụng nước sôi, giống như là mình sẽ trần sơ qua nước sôi vậy đó. Sau đó là mình sẽ cạo, nhất là cá bao tử nè. Trụng nước sôi xong là mình cạo rất là dễ luôn. Tại vì mấy cái nhớt đó nó sẽ săn lại, nó sẽ săn lại và mình cạo rất là dễ luôn. Mới trụng nước sôi xong mà bạn thấy cái nước của nó là rất là dơ luôn á. Làm đầu là mình phải trụng nước sôi như vậy đó. Mấy cái mang nè, mấy cái mang, cái máu nó săn lại và mình cạo rất là dễ. Cái này mình làm không kỹ, rất là tâm nha. Cái hồng nước rất là dơ luôn á. Này đầu con cá bớp. Sau khi mà trụng sơ rồi nè, mình mới xới nước vô. Đó, mình xới nước vô, mình xả sơ, mình xả bỏ cái lớp này rồi mình sẽ rửa lại nước sạch. Nè, bạn rửa nhiều nước, rửa đến khi nào mà cái phần nước của mình nó trắng trong luôn nha. Sau khi mình rửa sạch rồi, giờ mình để cho nó ráo nha. Cái bao tử, cái bóp đó, nó bự lắm nên mình cắt cho nó nhỏ lại nè. Cắt miếng vừa ăn. Nguyên liệu để làm món này thì gồm có cá bóp nè. Cái này là nguyên cái đầu con cá bóp mình đã rửa. Cái này cũng đặt miếng dừa ăn sẵn luôn á. Cái này lúc mua là mình nhờ người bán chặt nha các bạn. Một cái đầu con cá bóp này là 1,2 kg. Dưa cải này là 1 kg. Và rau niêm là sử dụng ngò rí và hành lá, kèm theo đó nó là dưa giải nè. Mình cắt miếng dài dài khoảng chừng một lóng rưỡi tay vậy đó. Cái phần lá mình bỏ bớt nha, không xài hết nè. Cái phần lá này là mình bỏ nè. Còn cái phần cùi á, bạn sắc mỏng lại, sắc hết phần dưa cải luôn. Dưa cải này á, một lát thì mình phải rửa mà mình phải dắt cho nó thiệt ráo, thiệt sạch á. Tại dưa cải này người ta muối chua, nó là thứ nhất là nó dơ, thứ hai là chất chua nó nhiều lắm, phải dắt cho nó ráo nó mới ra bớt chất chua. Mình cho nước vào là mình bóp, mình dắt. Dắt mạnh như vậy á, đặng cho cái nước chua nó ra đó. Rồi mình xả khoảng chừng 2-3 nước cho nó sạch với ra bớt chất chua. Rồi sau khi mà rửa sạch đây nè, rửa sạch dắt cho bớt chất chua đó. Rồi mình dắt cho nó ráo thêm một lần nữa. Mình để cho nó ráo. Dắt mạnh rồi mình để cho nó ráo. Vậy là phần dưa cải mình đã rửa xong. Cá mình cũng đã xong. Bây giờ mình sẽ bắt đầu mình đi nấu canh. Mình sẽ bắt sẵn cái nồi nước lên bếp nè. Khoảng chừng 2-3 lít nước. Khi mà nước nóng nè, vừa sôi lên mình sẽ cho cá vào. Rồi phải đợi cho nước nóng rồi mình hãy cho cá vào. Chứ nếu mà nước đó, hả, nó chưa có nóng, chưa có sôi lên đó hả, mình cho cá vào trước nó sẽ tanh lắm nha. Rồi sau khi mà mình cho cá vào rồi nè, bây giờ mình bắt đầu mình nêm gia vị luôn. Cho vào một giá đường. Một giá đường này khoảng chừng 2 muỗng canh đó nha. 2 muỗng canh rưỡi gì đó. Mình cho từ từ, lát mình nếm thêm. Rửa giá muối, muỗng bột ngọt. Rồi mình đợi nước sôi lên rồi mình sẽ vớt bọt nha. Canh của mình nè, bây giờ đã sôi lên rồi đó, bọt nổi lên, mình vớt sạch nha. Bọt và những cái phần cặn đó ha, phải vớt bỏ. Bây giờ cá của mình là nó sôi nè, nó sôi lên, bọt cũng đã vớt sạch rồi. Bây giờ mình sẽ cho dưa cải vào.
với ngò rí mình xắt nhỏ, xắt khoảng chừng một lóng tay vậy đó. Canh dưa cải của mình sôi lên này nè, nó sôi lên bây giờ là đã ra nước chua rồi đó, rồi mình sẽ đi nếm cho vừa ăn nha. Mình nêm nếm thì mình nêm nếm theo khẩu vị của gia đình mình nha các bạn. Khi mà đã vừa ăn rồi á thì mình sẽ cho hành lá và ngò rí vào. Vậy là đã xong món canh dưa cải. Cái này là mình sẽ múc xanh ra luôn nha. Vậy là mình đã chia sẻ xong món canh cá bớp nấu với dưa cải chua. Cái tô canh rất là ngon, rất là hấp dẫn. Cá bớp á hả, thịt á rất là ngon. Đây miếng thịt nè, à, miếng thịt có xíu mỡ. Nhất là mình nấu canh á, mình rất thích nấu với cái đầu. Đầu á là nó vừa có thịt nè, vừa có mỡ, vừa có xương đó, mà là có phim á hả, cái phần mang, phần lòng nữa. Thịt cá bớp nè rất là béo luôn á, khi ăn nó chấm với nước mắm mặn. Rất là béo. Miếng dưa cải nè, miếng canh dưa cải chua, chua chua thấm đều gia vị. Cắn vào giòn giòn rất là ngon, chua chua. Mình rất là thích ăn canh dưa cải á. Thay vì mình không nấu với canh dưa cải, mình có thể nấu canh chua đó, tất cả các loại rau. Còn vị chua mình có thể nấu với me nè, với xài hay là chanh cũng được. Còn này là mình nấu với dưa cải chua. Nó đã ra được cái vị chua của dưa cải rất là ngon, với canh. Với canh á, chua chua đậm đà gia vị rất là ngon, rất là hấp dẫn. Đây là cái đầu cá bớp nè, rất là ngon luôn á. Cá bớp rất là ngon, thịt này rất là béo nha, nó có hòa với xíu mỡ rất là ngon. Vậy là mình đã chia sẻ xong món canh dưa cải nấu với đầu cá bớp này nha. Cảm ơn các bạn đã xem video, hy vọng với những chia sẻ của mình sẽ giúp ích cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào các bạn.